and grace. I know the way.
begin in battle. Lo lắng về tất quá trời luôn, cao quá trời. Thì đời 2017 và đời 2016 thì để Huy quay sơ lược cái ngoại hình nó khác biệt nhau chỗ nào cho các bạn coi ha. Còn chiếc CBR 1027 thì Huy sẽ sớm có clip trải nghiệm chạy thử và đánh giá. Là đời 2017 và chiếc HR hai chiếc 7 và chiếc HRC này là đời 2016. Thì hôm bữa Huy đã có chạy thử, có clip chạy thử cho các bạn xem rồi á. Thì ở đây mình nhìn thử sơ lược cái ngoại hình của nó ha. Thì đó, các bạn nhìn sơ lược cái đầu đèn này, quay cho các bạn coi đầu đèn này. Dễ dàng nhìn thấy là cái đầu đèn của CBR đời mới á, nó ngầu hơn và nhìn nó hiện đại hơn rất là nhiều. Và cái thank you.
nhìn nó hiện đại hơn rất là nhiều. Và cái những cái bóng đèn ở trong nó đã là full LED rồi. Bên kia thì vẫn còn là halogen. Đó, nhìn nó góc cạnh, nhìn nó cơ bắp hơn. Còn CBR đời 2016 thì nhìn nó tròn trịa hơn, cái đường nét nó mềm mại hơn. Nó không có góc cạnh sắc sảo bằng là cái thằng đời mới này. Khác biệt lớn nhất vẫn là cái nhìn dễ thấy nhất là cái yên xe này thì Huy rất là thích cái yên xe của đời mới. Nhìn nó hiện đại hơn. Còn 2016 thì cái nét nó vẫn hơi cổ điển một tí. Đó, yên xe nó vuông vức. Các bạn thấy không? Rồi đồng hồ thì Huy cho anh mượn chìa khóa xe. Đồng hồ bản 2016 bữa mình có chạy thử rồi á thì nó vẫn còn là analog đó các bạn, chưa có màn hình màu. Còn đồng hồ bên đây nè thì người ta đã là màn hình full màu rồi.
Đời 2017 và đời 2016 thì để Huy quay sơ lược cái ngoại hình nó khác biệt nhau chỗ nào cho các bạn coi ha. Còn chiếc CBR 1027 thì Huy sẽ sớm có clip trải nghiệm chạy thử và đánh giá. Là đời 2017 và chiếc HR hai chiếc 7 và chiếc HRC này là đời 2016. Thì hôm bữa Huy đã có chạy thử, có clip chạy thử cho các bạn xem rồi á. Thì ở đây mình nhìn thử sơ lược cái ngoại hình của nó ha. Thì đó, các bạn nhìn sơ lược cái đầu đèn này, quay cho các bạn coi đầu đèn này. Thì
never hold back. I bring swift death. Prepare to die. This work isn't for outlaws.
does most of the work. I just swing it. Thank you.
Always proud.
Thank you.
Does most of the work. I just swing it. Chơi thế là chơi đều đấy. Các cụ bảo chơi thế là chơi đều đấy. Không được chơi thế đâu nhá. Lê xin đéo chết sớm thế. Đúng mà siêu nhân vô vị, sát thương cộng thêm 80%, 18%. Bắt đầu giao tranh, tạo một thế đứng vững vàng, kịch khá ngầu, thêm 3% mỗi tướng có 3 sao. Cá sấu yếu đuối nhỉ. Cá sâu yếu đuối, đồ nhiều thế này. Toàn thì cấp 1 thế này. Ui dồi, cá sâu chết, sợ. Cá sâu chết đầu tiên. Ba đồ chết đầu tiên. Bọn này trên tỏ đồ. Đúng thật, không ai thả này không ai chơi cả xấu thật. Ba đồ chết đầu tiên, chết một cách nhục nhã luôn. Gánh mờ lánh siêu nhân nhân nhỏ đéo gì thua sắc mặt thì nhân dùng gì. Cá sấu quá yếu luôn, thật. Anh vừa thua đấy, anh của anh thua phách phát, anh thua một cách đậm đà luôn đấy. Đội hình đằng sau của nó bắn kinh luôn, mẹ cậu thêm thằng Vi của nó bất tử. Phải nói là cái đội hình của nó vô địch thủ. Nhà đặt ấn siêu nhân nhưng không dùng đến. Giá mút luôn này.
Rồi, giặc thần thánh đập phát chết được quay tay của mình, sợ. Chết ra su. Ôi trời ơi, thằng NT kia mạnh lắm được ạ. Không chết một thằng nào của nó luôn đấy. Thần bài đi ôi. Thần bài đi ôi. Pháo đánh kinh điển. Cái luôn. Vâng. Ui dồi, một sốc chết luôn. Con này yếu mà. Binh đéo gì cố tình không ra đấy. Tấn công em đâu, tấn công em đâu. Tiêu Huỳnh mời đánh gà thế. Có làm gì được, sợ quá khỏe à? Thằng kia khỏe lắm, thằng ấy Vega. Cứ lỗ nhà. Đặt keo đi kìa, đủ chuẩn yếu thế. Là đời 2017 và chiếc HR hai chiếc 7 và chiếc HRC này là đời 2016. Thì hôm bữa Huy đã có chạy thử, có clip chạy thử cho các bạn xem rồi á. Thì ở đây mình nhìn thử sơ lược cái ngoại hình của nó ha. Thì
đó, các bạn nhìn sơ lược cái đầu đèn này, quay cho các bạn coi cái đầu đèn này. Thì dễ dàng nhìn thấy là cái đầu đèn của CBR đời mới á, nó ngầu hơn và nhìn nó hiện đại hơn rất là nhiều. Và cái những cái bóng đèn ở trong nó đã là full LED rồi. Bên kia thì vẫn còn là halogen. Đó, nhìn nó góc cạnh, nhìn nó cơ bắp hơn. Còn CBR đời 2016 thì nhìn nó tròn trịa hơn, cái đường nét nó mềm mại hơn. Nó không có góc cạnh sắc sảo bằng là cái thằng đời mới này. Khác biệt lớn nhất vẫn là cái nhìn dễ thấy nhất là cái yên xe này, thì Huy rất là thích cái yên xe của đời mới. Nhìn nó hiện đại hơn. Còn 2016 thì cái nét nó vẫn hơi cổ điển một tí. Đó, yên xe nó vuông vức. Các bạn thấy không? Rồi đồng hồ thì Huy cho anh mượn chìa khóa xe. Đồng hồ bản 2016 á, bữa mình có chạy thử rồi á, thì nó vẫn còn là analog á các bạn, chưa có màn hình màu. Còn đồng hồ bên đây nè thì người ta đã là màn hình full màu rồi. Does most of the work. I just swing it. You are definitely not the hero.
this. Swift death. The way.
time. Thank you.
Where?
Thank you.
I'll see this through. Thank you.
đời 2017 và đời 2016. Thì để Huy quay sơ lược cái ngoại hình nó khác biệt nhau chỗ nào cho các bạn coi ha. Còn chiếc CBR 1027 thì Huy sẽ sớm có clip trải nghiệm chạy thử và đánh giá. Là đời 2017 và chiếc HR 2 chiếc 7 và chiếc HRC này là đời 2016. Thì hôm bữa Huy đã có chạy thử, có clip chạy thử cho các bạn xem rồi á. Thì ở đây mình nhìn thử sơ lược cái ngoại hình của nó ha. Thì đó, các bạn nhìn sơ lược cái đầu đèn, để Huy quay cho các bạn coi đầu đèn này. Thì dễ dàng nhìn thấy là cái đầu đèn của CBR đời mới á, nó ngầu hơn và nhìn nó hiện đại hơn rất là nhiều. Và cái những cái bóng đèn ở trong nó đã là full LED rồi. Bên kia thì vẫn còn là halogen. Đó, nhìn nó góc cạnh, nhìn nó cơ bắp hơn. Còn CBR đời 2016 thì nhìn nó tròn trịa hơn, cái đường nét nó mềm mại hơn. Nó không có góc cạnh sắc sảo bằng cái thằng đời mới này. Khác biệt lớn nhất vẫn là cái nhìn dễ thấy nhất là cái yên xe này. Thì Huy rất là thích cái yên xe của đời mới. Nhìn nó hiện đại hơn. Còn 2016 thì cái nét nó vẫn hơi cổ điển một tí. Đó, yên xe nó vuông vức, các bạn thấy không? Rồi đồng hồ thì Huy cho anh mượn chìa khóa xe. Đồng hồ bản 2016 bữa mình có chạy thử rồi á, thì nó vẫn còn là analog đó các bạn, chưa có màn hình màu. Còn đồng hồ bên đây nè thì người ta đã là màn hình full màu rồi.
Vi stands for things. Gave them.
I'll see this.